Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip, như thường lệ tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Vũ Đức Long, anh em Trần Tuấn Tú, anh em Vũ Trung Kiên và bạn Dương Thanh Hương đã có những cái món quà donate nhân cái ngày sinh nhật của tôi cùng với những cái lời chúc vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cùng với đó tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Dương Nguyễn, anh em Phạm Đức Thiện, anh em Ngọc Nguyễn, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Nguyễn Đức Khôi, anh em Trần Quốc Đạt, anh em Phạm Xuân Minh và cuối cùng là anh em Đỗ Quang Huy. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và tôi cũng xin nhắn gửi tới các anh em Ngọc Nguyễn và anh em Đỗ Quang Huy. Sắp tới thì trên kênh sẽ có một cái món quà tri ân dành cho các anh em đã đủ cái điều kiện 1 năm hội viên. Chính vì thế anh em thích tôi chơi bộ gì thì anh em hãy để lại ở dưới phần comment anh em nhé. Đấy, và tôi cũng xin nhắn gửi tới các anh em khác mà các anh em đã đủ điều kiện 1 năm hội viên hoặc là hơn. Đấy, những cái kỷ niệm 1 năm, 2 năm hội viên mà tôi chưa có làm cái video clip cảm ơn. Đấy, thì anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Có rất nhiều anh em là có thể tôi đã bỏ sót. Đấy, anh em nào mà chưa được tôi làm, chưa được cái lời cảm ơn ở trên kênh thì anh em hãy để lại dưới phần comment. Ok, và ngày hôm nay nó cũng là một cái clip đặc biệt, clip tri ân một anh em đã gắn bó với kênh rất lâu rồi. Đấy là anh em Vũ Luận. Anh em Vũ Luận là một trong những anh em mà đã gắn bó với kênh từ những cái ngày đầu tiên và là một trong những cái anh em mà nhận tôi là thầy ở trong cái bộ môn Auto Chess này. Đấy, hôm nay cái video clip này tôi xin dành ra để cảm ơn anh em Vũ Luận đã yêu mến, ủng hộ cho kênh rất là nhiều. Lời đầu tiên thì tôi xin được chân thành cảm ơn anh em Vũ Luận. Cảm ơn anh em Vũ Luận rất là nhiều. Cái sự yêu mến của anh em ấy nó dành cho tôi thực sự là tôi có để ý. Trong suốt một cái quá trình dài khoảng 4-5 năm gì đấy, nó vẫn không có thay đổi nhiều. Đấy, tức là nó vẫn là giống như là cái ngày trước anh em yêu quý tôi thôi. Và anh em Vũ Luận phải xin được tiết lộ cho anh em Vũ Luận là cái người mà đứng ở trong top đầu những cái người mà xem kênh tôi nhiều nhất luôn. Video nào của tôi ra anh em cũng xem. Đó, cái điều đó nó thể hiện là cái sự yêu quý của anh em và hoàn toàn là đây nó là một cái sự yêu mến tự nhiên. Đấy, không hề ép buộc. Và cái sự yêu mến đấy nó đã kéo dài tới đây là năm thứ 5 rồi. Đấy, rất là cảm ơn anh em Vũ Luận rất là nhiều. Đấy, và hôm nay ấy, thì tôi cũng một cách rất là tự nhiên, đấy là tôi làm cái yêu cầu của anh em một cách rất là thích thú khi mà anh em có yêu cầu tôi là tái hiện lại một cái bộ basic ngày trước. Đó chính là cái bộ 6 Feather kết hợp với cả 3 Hunter kết hợp với 3 Assassin. Đấy, thì điều kiện để mà làm cái bộ này là trong truyền thuyết của con Sailing Assassin thì trận này có. Thế nên là chúng ta sẽ làm được cái bộ đấy anh em nhá. Đó, và bộ này thì thực sự là nó không phải là một cái bộ yếu và khó chơi đâu. Bộ này là một trong những cái bộ ngày trước là tương đối mạnh đấy. Đấy, còn nó bị out meta thì bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ nó có quá nhiều những cái bộ dễ chơi hơn. Đấy, chứ còn cái bộ 3 Assassin kết hợp với cả 6 Feather ấy là cái bộ mà có một khoảng thời gian nó cũng là meta ở trong game đấy anh em ạ. Nhưng mà bởi vì bây giờ có nhiều lineup khác quá, lineup mới quá nên là cái bộ này nó bị chìm vào quên lãng. Hôm nay tôi sẽ chơi lại cái bộ đấy để xem là liệu rằng ở trong cái meta rất mới thì liệu rằng cái bộ basic cách đây 3 năm, một cái bộ ở trong cái meta 3 năm trước có thể chơi được ở trong meta này không anh em nhá. Rồi. Cái gì đây? Súng 2 sao. Rồi cả Exit Ranger 2 sao. Rồi. Thì các cậu của các cậu hết. Tới Eco rồi. Chơi Feather ấy, cái bộ này. Anh em còn nhớ ngày này cách đây khoảng 3 năm không? 3 năm hay 4 năm gì đấy. Tôi nhớ là cái bộ này ở một trong những cái meta đầu. Tầm khoảng mùa 4, mùa 5 gì đấy là cái bộ 3 Assassin kết hợp với cả 6 Feather ấy. Nó cực kỳ nổi luôn. Nhất là ở trong những cái trận đấu giải ấy. Rank không thèm chấp luôn. Giải hẳn hoi luôn. Cái trận đấu giải tôi nhớ là cái hồi đấy nhá. Còn có kiểu những cái kỳ thủ này mà anh em có thể anh em sẽ quên. Đấy chính là kiểu Friku. Đấy, anh em nhớ không? Đợt đấy là hay chơi cái bộ này. Đó. Cái thời mà ngày trước ấy, cái thời lứa đầu ấy mà của những cái clan như là A clan. Đó. Họ rất thích chơi cái bộ này luôn. Nhất là ở trong những cái giải đấu.
Thậm chí là cả Ze Quen bây giờ vẫn còn đang làm streamer ấy. Là ngày trước cũng sở pha bộ này ác triền lắm. 3 phe 3 assassin kết hợp với 6 phe giờ. Nhưng mà bây giờ thì đương nhiên là nó mất cái chỗ đường đi. Đấy thì tôi cũng giải thích rồi. Do bây giờ có quá nhiều line up, nó xịn sò hơn, nó dễ chơi hơn. Và nó mới hơn, cái cách chơi nó mới hơn. Đấy, thì họ sẽ chơi. Còn cái bộ đấy thì bây giờ họ không chơi bởi vì là thực sự là không ai động vào. Đấy, nhưng mà biết đâu đấy tôi động vào thì lại có người chơi. Hay thế lắm anh em ạ. Nó hay có cái kiểu đấy lắm là tôi không động vào thì không ai chơi. Nhưng mà đến lúc mà tôi động vào ấy, mà tôi động đến khoảng 3-4 clip mà tôi sờ farm xong rồi tôi up lên trên kênh tôi ấy, là nó có một cái tầm ảnh hưởng. Đấy, mấy ngày hôm sau là sẽ có người chơi. Và nếu mà người ta chơi ấy, mà người ta có cái cảm nhận là người ta chơi mà nó ok ấy, nó ổn ấy, thì là người ta chơi luôn đấy. Người ta chơi luôn đấy. Đấy, thế nên là thử xem nhá, thử xem. Biết đâu đấy nó lại ổn thật. Rồi. Chuyện này ra con gấu ấy tôi cũng chỉ để vào tôi giữ máu thôi anh em ạ. Chứ còn nó cũng không phải là cái bộ mà tôi chơi đâu. Bộ tôi chơi chắc chắn là Feather nhá anh em nhá. Kể cả da gấu ấy tôi cũng bán đi thôi. Hôm nay bảo chơi Feather là chơi Feather. Anh em nhìn này, tôi pick toàn Feather vào mà. Lấy đồ cái đã. Có lên lấy cái đá ma pháp này không nhỉ? Thôi lấy cái đá ma pháp đi. Rao này chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ đép được quái đó. Ok. Còn 4 con thì chắc chắn là ăn được rồi. Thực ra là chỉ cần ra cái con gấu tổ thôi là chắc chắn là ăn được rau quái. Kể cả một sao. Đây rồi, phía giờ này. Búa xét à. Được. Vứt vào eco tiếp rồi. Trận này chắc chắn là tôi sẽ eco đến level 7 rồi tôi mới bắt đầu roll anh em nhé. Hoặc là có thể là đẩy lên 8 sớm để kiếm xe linh. Tùy. Xem là nếu nó có ra nhiều thì tôi có thể là tôi sẽ đánh ở level 7 luôn. Còn nếu thấy không ra thì up lên 9 cũng được. 8-9 đánh ở level 8, level 9. Thực ra là đủ bộ nó phải đánh ở level 9 ấy. Nếu không ra được Sailing Assassin thì bắt buộc là phải đánh ở level 9. Đấy, còn ra được Sailing Assassin thì chúng ta chỉ cần chơi ở level 8 thôi. Tự nhiên là ra hai con gấu tổ này anh em này. Bây giờ pick wizard vào xong rồi câu gấu tổ lên 3 sao thì cũng căng ấy nhỉ. Nhưng mà thôi, làm content rồi thì chắc là cũng bỏ qua đi anh em ạ. Bởi vì để làm content của anh em Vũ Luận ấy là chúng ta sẽ phải có con Sailing Assassin ở trong truyền thuyết, mà bây giờ đánh cũng không bao giờ có chuyện là nó cứ ra mãi cho mình pick được đâu. Nó có trong truyền thuyết xong nó lại còn phải ra nữa cơ. Nên là thôi, cứ có trận nào mà có chuyện trong truyền thuyết thì chơi luôn đi. Ơ kìa, đừng có bảo thằng nhá. Ui vãi đái ạ. Ơ kìa. Ê. Ui rồi, sao con này yếu thế. Vãi. Ui rồi ôi, tại sao nó yếu thế nhờ. Rõ ràng là nó rất là mạnh cơ mà anh em. Phô lần 2 sao. Phô lần 2 sao mà đánh cái kiểu gì vậy. Tại sao. Thế thôi lại trả eco nữa vậy.
Thế thì khỏe như thế thì thôi đánh luôn, nhưng mà eco làm cái gì? Thì đánh luôn vậy. À, tự nhiên lại thắng, thế là level 6, 50 tiền, top 3. Thằng này có ăn nổi không? Trông to nhỉ. Ui, trông to quá đi mất thôi. Lại vừa thắng một trận lại thua luôn à? Level 5 mà nó to thế. Trời ơi, nó ra con gấu á. Ui. Thế tạm thời, đây là tạm thời anh em nhá. Thế tạm thời vậy, tạm thời. Sorry anh em, vô luận là đây nó là một cái sự tạm thời thôi nhá. Tôi vẫn sẽ chơi phe giờ thôi. Tạm thời tận dụng cái con gấu tổ vào để có thể giữ máu. Trận này chắc chắn là lên 9 rồi, không phải 2 bờ đôn nữa rồi. Ra là gấu tổ thì chỉ có dí cấp thôi. Ấy, ôi giời ơi, nó đấm nhỉ. Rõ ràng là đối thủ rất mạnh, nhưng chúng ta mạnh hơn đối thủ rất là nhiều. Ra được gấu tổ 2 sao. Đây rồi. Lúc đầu thì nó sẽ là cái gì? Feather Metalist trước anh em ạ. 6 Feather kết hợp với 4 Metalist đánh ở level 9. Rồi bây giờ ra Sailing Assassin thì chúng ta sẽ chuyển về cái bộ anh em Vũ Luận yêu cầu nhá. Đánh như này thì chắc kèo luôn là làm được luôn. Vì chúng ta giữ được máu. Đấy, đánh kiểu này thì chắc chắn là giữ được máu. Tương đối mạnh đấy. Mà bây giờ chúng ta chưa gặp cái thằng có chuỗi đúng không? Thậm chí chúng ta còn cắt được chuỗi của nó cơ. Nếu mà chúng ta dí thẳng lên 9 luôn, đủ tiền mà dí lên 9 mà đủ bộ này thì chắc chắn là đấm được nó. Bởi vì cái tầm này thì cái bộ này nó khá là mạnh. Chắc chả ngán cái bộ nào đâu. Bây giờ ra được cái bọn Mết Saman thì còn hơi ngán một chút thôi. Chứ còn tầm này thì kể cả beat đủ bộ cũng không ngán nữa rồi. Sáu phe giờ cái đã. Đấy, lên 9 thì mới đủ bộ rồi. Ánh mắt AZ đúng rồi. Món này là bây giờ là cái món nó gọi là buộc phải có luôn. Chơi kiểu gì, chơi bộ gì cũng lấy cái đấy mà. Cứ ra là lấy đó. Không nói nhiều. Bây giờ chúng ta có 40 tiền lên 9 luôn cũng được anh em ạ. Lên 9 nhá, đủ bộ luôn đi. Gặp cái thằng có chuỗi là cắt luôn. Mạnh lắm rồi. Một phát từ cái lúc mà tôi mất cái chuỗi thua cái là bây giờ tôi khỏe kinh khủng luôn rồi đấy. Trên này có Aegis à? Bây giờ sẽ có những cái người chơi Aegis, bởi vì cái bộ Warlock bây giờ ít người chơi nên Aegis nó cũng khá là thịnh hành á. Nhiều beat, nhiều feather. Bộ Aegis nó lại có chỗ đứng. Aegis mà trận nào mà không có Saman là đánh rất sướng luôn. Ôi, ra gấu tổ nhiều không này. Bây giờ cái bộ này lên 10 kẹp với 2 gót là ok rồi. Tôi thì trận này chắc chắn là tôi sẽ dí dần lên 10 thôi, chứ còn tôi cũng chả dừng lại ở level 9 làm cái gì cả. Lên 10 kiếm Sailing. Bây giờ cái thằng Jacky chơi beat thì tôi không ngán rồi. Feather nó không ngán bộ beat đâu anh em ạ. Thoải mái luôn. Có 99 máu, 10 trận thắng liên tiếp thì qua đây thì cũng mất chuỗi thôi. Mãi em gặp nó, thằng này nó hên thật đấy. Không sao, nhưng mà đây nó sẽ là cái cú tích tiền. Cứ chiến thắng đây, cứ chiến thắng đây. Gặp cái nào cuối cùng ấy, cái nào 19 thì cũng ok luôn. Ơ kìa, thằng này nó ăn được tôi này. Ôi vãi đái. Kiểu gì vậy? Thằng này Glacier gì đấy? Glacier kết hợp với Metalist à?
Thế mà vẫn có thằng ăn được tôi anh em ạ. Điều thật. Thế là mới điều chứ. Thôi cái tầm này thì tôi cũng không tham với con gấu 3 sao làm gì cả. Bình thường nếu mà không phải làm content thì bây giờ tôi vứt 4 wizard vào tôi kích hệ cũng được đấy anh em ạ. Kích 4 wizard vào để kích hệ gấu. Xong rồi nuôi con gấu tổ lên 3 rồi chuyển sang gót gấu tổ kẹp với cả warlock. Đấy nó kiểu kiểu nó là như thế, là như thế. Nhưng mà thôi. Anh em nhìn cái bộ này nó cứ tương đối mạnh chứ. Thế mà không hiểu round trước lại thua nhỉ. Điêu nhỉ. Thằng này sắp đi rồi này. Chuỗi 11 trận thắng. À, một trận thua liên tiếp luôn. Ok. Sẽ mua cá nha anh em nhá. Mua cá về để kẹp vào. Trong cái bộ Feather nó sẽ kẹp cá nữa. 3 Hunter đúng không? 3 Hunter kẹp với cả 3 Assassin kẹp với cả 6 Feather. Đấy kẹp với cá. Vậy là chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuối ở đúng cái round cuối cùng. Quá ok luôn. Đem thằng Beat ở đây. Hay thế nhờ. Gặp đúng cái round cuối luôn. Rồi. Nghe nói là bạn mạnh. Ok. Anh em nhìn con gấu tổ kìa. Một mình chiến luôn. Thật sự là như thế luôn. Đấm đau thật. Rồi. Xin nha. Ngộ không này. Có chơi không? Tí nữa sẽ không có slot cho con ngộ không này đâu. Chơi tạm thì chơi thôi. Mua con ngộ không này thì chúng ta sẽ không cần phải kích hệ wizard nữa. Tôi vẫn đang dư con thỏ ở đây là chúng ta có thể nhét vào được. Bán wizard đi. Đúng không? Wizard thì nó có một cái là nó sẽ có cái combo. Nhưng bây giờ mấy cái con thỏ hay là cái con Winglanger của tôi ấy, nó mới 1 sao. Cũng chả có combo được nhiều. Chi bằng là ta chơi hệ Ryu rồi đi. Đánh 4 Metalist hàng Ryu. Ok. Thôi mấy con wizard này bán đi thôi. Đồ trận này thì nếu mà đổi thì sẽ ưu tiên là cho đồ của con xe linh anh em nhá. Đổi đồ cho xe linh thôi chứ còn không có lấy đồ cho gấu đâu. Thì nữa tôi chuyển mà. Sẽ là những cái đồ đánh tay nhiều. Trận này có Witcher này. Để xem là một cái bộ ao meta có chơi được với một cái bộ mà đang hot meta không. Như là cái bộ Witcher không. Hiện tại thì Metalist Feather thì vẫn chơi được. Mà chuyển sang Assassin Feather thì không biết chơi nổi không. Đây này con ốc này này. Ốc là có trong cái bộ này đấy. Bán con gì đi đây. Thực ra thì bây giờ cái con ốc này này chúng ta cũng chưa cần phải mua vội ấy. Bây giờ phải ra Sa Linh Assassin rồi mới tính cái chuyện là chuyển sang Assassin. Tí nữa tôi sẽ tìm con ốc sau anh em ạ. Cứ ra Sa Linh Assassin cái đã. Cứ ra đã rồi tính. Trời là hai thằng Witcher sắp đi rồi kìa. Còn một thằng này nó còn chơi Glacier kết hợp với cả Metalist cơ ạ.
Chơi được không? Thua nó. Thật á? Ok. Ok bạn ơi. Điều thật. Ok, chưa chắc. Ui giời hòa. Hài thật sự. Bây giờ lại lổ thêm con gấu này. Lên 10 kẹp thêm gấu, câu gấu ra gấu 3 sao. Ảo không? Chưa thấy thì hơi ảo nhỉ. Thừa 40 Telit. Bây giờ mà câu ra con gấu cái con gấu Metalit lên được 3 sao ấy thì chuyển bài sang bài lẻ. Chưa thấy con xe linh đâu anh em ạ. Nếu mà như thế tôi sẽ làm lại cái content của anh em vô luận sau nhá. Nếu mà bây giờ mà ra được con gấu lên 3 sao thì khả năng là tôi sẽ chuyển sang tôi chơi gót gấu đây anh em. Gót gấu vô địch. Chưa thấy con xe linh nào cả anh em ạ. Từ từ đã, tôi sẽ kiếm lại những cái con đấy sau. Cứ ra được Sailing Assassin thì mới chơi nha anh em nhé. Chả biết được đâu, có khi là đấy cái truyền thuyết thì nó có nhưng mà nó lại không cho tôi chơi. Nó không ra bài thì làm sao mà làm được. Buộc nó phải ra bài chứ. Không ra bài thì chịu rồi. Bây giờ mà câu ra con gấu, bây giờ còn mấy con nữa? Hiện tại là 4 con, 5 con nữa cơ. Thế thì cũng khó đấy, chứ không dễ đâu. 5 con gấu tổ nữa cơ. Thằng này đi rồi. Chơi kiểu gì Hyperdon level 7 ạ, vãi đái. Bài này cả mấy cái con Druid nó cũng ra, nó cũng rất ít nhá. Con Whispersia bây giờ tôi mới có một con duy nhất nhá. Anh em thấy không? Con Whispersia tí nữa tôi sẽ đổi vào để tôi thay một con ra. Tôi nghĩ là sẽ thay con Tabu ra để tôi lấy cái hệ Druid 3 sao. Sau đó nếu mà lấy được cái món đồ Kira thì tốt. Level 10 sẽ vứt một con gấu đi để nhét Kira vào thôi. Chính ra chơi cái bộ này kéo dài thời gian để trận đấu khá là lâu đấy. Bởi vì bộ này nếu mà chúng ta thắng chúng ta đẩy được mỗi một con. À ui dồi ôi, đây rồi anh em ơi. Thế là có cơ hội nhá. Có cơ hội chơi nhá. Được. Ra một con rồi. Thêm hai con nữa rồi. Hai con nữa thì quay xe luôn. Hai tia luôn này. Lấy cho xe linh nha anh em nhá. Vẫn sẽ ưu tiên làm content. Ra rồi là ok rồi đấy. Hai con nữa thôi. Tôi sẽ ưu tiên làm content cho con xe linh assassin co ở trong cái bộ 3 assassin kết hợp với cả 6 phe giờ. Được chưa? Ok. Rồi. Ham gì con gấu 3 sao. Nếu mà có cái cơ hội chơi con gấu này lên 3 sao ấy thì tôi sẽ chờ cái dịp khác anh em nhé. Hôm nay chúng ta đã nói là chúng ta làm content để cảm ơn anh em vô luận rồi. Mà nó ra rồi thì chơi thôi, chứ không có chuyển sang gấu ghiếc gì nữa. Nó chỉ cần ra một con thôi là tôi chốt được luôn nha anh em nhé. Còn nó không ra thì chịu. Nó ra rồi thì chơi thôi. Ok rồi, khỏe rồi. Phantom.
Con này sẽ giúp cho tôi kích hoạt 3 assassin. Tí nữa sẽ phải kiếm cái con Shadow Killer đúng không? Mấy thằng beat thì gặp vô tư luôn. Trên này có Exit. Thì giờ thì hơi ngán Exit một chút. Nhưng mà nếu mà có Kira thì cũng không ngán Exit đâu. Tí nữa khi nào chúng ta có Kira thì nó cũng sẽ không sợ nữa. Kira thì nó sẽ ăn hết những cái con 3 sao rồi. Ăn bớt những cái con đồng đội đi thì nó sẽ không gọi được đệ nhiều. Đây này, 6 Exit. 6 Exit dồn đồ cho cung đen. Ok. 9 Exit chứ không phải 6. Thằng này 9 con rồi. Đánh ở level 9 rồi. Cái bộ Exit lại đẩy những cái bộ khác là căng phết đấy. Chỉ có tôi là nó không đẩy được thôi. Ra là cái con gấu Metalite lên 2 sao mà nó gánh tôi đến tận bây giờ luôn. Giữ máu cực kỳ tốt. Tầm này bây giờ 75 máu. Có thằng vẫn bỏ 3 gấu vào câu định chơi gấu 3 sao à? Bây giờ mấy cái đồ này đều đồ ngon nên là chắc là tôi chưa chuyển đâu anh em ạ. Toàn những cái món đồ ngon thôi. Sẽ không rèn nhá. Đợi đi, ra 30 rồi rèn. Thằng này định câu một con gấu nào đấy lên 3 sao. Tôi nghĩ nó đang định câu gấu Metalite lên 3 sao ấy. Sao nó khỏe đấy nhỉ? Điêu rồi đấy. Sao Linh gánh nổi không? Được. Khỏe chứ. Sailing Assassin gây được 11.000 đam. Một quả trứng. Ui rồi ôi, vậy là một con nữa thôi. Đây là coi như là hai con Sailing Assassin ra rồi đấy. Bây giờ một con thì đơn giản rồi. 50 tiền chẳng nhẽ lại không ra được con nào thì nó lại thôi thế thì thôi. Chịu. Đen đến mức đấy thôi, chịu. Để xem là bây giờ đổi đồ cam hay là lấy cái món đồ tím kiếm cái đồ Kira cái nhỉ. Chơi Assassin thì kẹp Kira ở level 10 anh em ạ. Tí nữa luốt là luốt như cái con đồ đuôi ấy. Bộ này chính ra là meta cũ nhưng mà lại hơi bị meta mới luôn ấy. Cổ điển basic nhưng mà cuối cùng thì nó lại là lưu meta luôn ấy. Hôm nay chơi thử cho anh em coi. Xong anh em vào game anh em test thử, biết đâu anh em lại coi như là si mê luôn. Hơi đen nhỉ, không ra được cái món đồ Kira. Thôi được, không sao. Rèn tiếp, kiếm đồ Kira. Vứt luôn cái búa set đi. Chả cần. Ui giời, đen thế. Thôi được rồi, giáp trừ tà cũng được. Giáp trừ tà cho đỡ bị cấm đánh đi. Ok, vậy là đồ tôi chuyển dần hết sang con Sailing rồi đấy. Nên là bây giờ con gấu nó sẽ không gánh được nhiều đâu. Tầm này phải cố gắng kiếm con Sailing. Hơi đen nhỉ, luôn mãi không ra con đồ đuôi. Tí nữa mà ra được Kira thì cũng phải có đồ đuôi lên 3 sao thì chơi nó mới khỏe được. Vứt cái búa xét thì đánh hơi chậm. Đèn đấy này. Ui rồi ôi. Sao đèn thế nhở? Rèn đồ cam luôn à? Thôi. Từ từ.
từ đấy anh em ạ. Hai giáp trừ tà luôn. Chưa được. Đợi thì một nhà nữa chết chúng ta rèn nha anh em nhé. Bây giờ mà cái rèn đồ tím thì vứt đi nó hơi nhiều. Nó thiếu đồ anh em ạ. Tầm này mà cầm không đủ đồ thì yếu lắm. Chúng ta rèn chúng ta không ra đồ nó bị lỗ đấy. Cấm đánh tôi nghĩ không nên vứt. Để cấm đánh tí nữa chơi. Đây này. Con Hunter của nó, cái con Exit Ranger nó lên được 3 sao rồi, nó phải có cấm đánh anh em ạ. Không có cấm đánh toang ấy. Bắt đầu thua này. Cay nhỉ. Ôi chà. Đồ căng đấy, đồ con này to đấy. Đồ đẹp thật sự luôn. Bây giờ mới lên được 2 sao. Rồi cho xin con Sai Linh đi. Sai Linh nào. Ui kìa. Này chắc là đủ không? Đây bán con này đi. Ok. Trong hộ không mà thôi, cũng vẫn kích hoạt được 4 Metalit. Chưa có đồ Kira. Rèn 3 lần tím rồi mà chưa ra được món đồ Kira anh em ạ. Thế mới cay. Rồi. Thằng Beat đi luôn không? Cứ đứng đấy cho tôi đập. Ê à. Đau quá. Được, có đồ này. Đổi đồ tím lần nữa nhá. Ok, chúng ta rèn đồ tím thôi. Ui giời ơi. À, vẫn chưa thấy đồ Kira đâu. Random tiếp à. Thế nó đen đến cái mức độ như thế là cùng. Thề. Phải chịu luôn đấy. Chỗ này chết. Dao này, dao Shadow này. Nào bây giờ. Đen quá anh em ạ, rèn đồ đen quá. Mất bao nhiêu đồ đấy. Rèn cứ mỗi lần rèn sai đồ một cái là chúng ta lại phải vứt đi. Nó bị lỗ rất nhiều luôn đấy. Ôi tôi chết rồi. Bây giờ không có đồ bị nó đẩy 31 máu này. Ôi mẹ vãi đái ạ. Thề. Sai Linh lên 2 sao. Ok. Bây giờ phải đổi đồ nữa thôi. Biết làm nào bây giờ. Đồ tím lần này mà không ra được nữa thì thôi. Rồi. Đổi. Vứt mẹ hết đồ mới ra. Thề. Vứt hết cả đồ mới ra được cái món đồ Kira. Nhưng mà thôi rồi. Ra rồi là tốt rồi. Bây giờ thì mới chơi được này anh em này. Ok chưa? Ok chưa bạn ơi, thoải mái đi. Vừa lấy bạn đẩy 31 máu nhưng bây giờ không có chuyện đấy đâu. Tỉnh dậy đập luôn. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ bỏ dần cái bộ Metalit ra thôi. Xong rồi đấy. Hay quá.
Cắt chuối. Cắt chuối. Ơ, vẫn chưa ăn được à? Thôi không sao. Sắp được rồi. Nó chưa đủ bộ anh em ạ. Nó phải là 3 assassin. Đây, nó sẽ phải như này này. Ok chưa? 3 assassin thiếu một xin. Con ốc vào nữa là đủ. Từ từ đấy anh em ạ. Bình tĩnh. Như này đã. Tí nữa hiến tế. Hiến tế 3 sao thôi. Tôi nghĩ là cái bộ này có khả quan đấy anh em ạ. Không yếu đâu. Tưởng là basic nhưng mà nó lại rất là meta đấy nhá. Chơi kiểu này là hiến tế được 3 sao này. Ngoài ra kết hợp được với cả bộ xin nữa. Được chưa? Đấy, 6 phe giờ. Ui giời ơi, bây giờ lại ra quá nhiều Kira luôn. Thề. Trên này thậm chí tôi không lấy được đồ cam luôn. Bởi vì chúng ta vứt hết cả đồ đi. Mà không sao, thế này là ok rồi đấy. Tôi còn chấp cả nó cho nó câu cái con xe linh của tôi luôn. Quá hợp lý anh em ạ. Lần này chắc là cắt được chuối chứ. Bây giờ tôi hiến tế hết. Tôi không để cho cái con nào nó sống sót thì cái bọn Aegisid lại phế luôn. Nó có giết được mấy cái con bé bé thì nó mới gọi được ra đệ. Nhưng mà tôi có để cho nó mấy cái con bé bé đây nó sống đâu. Tôi cắn luôn từ đầu mà. Chỉ còn co sống thì làm sao mà thằng này nó giết được. Bộ Aegisid nó mạnh ở cái chỗ là nó giết được người và nó gọi được đệ. Nhưng bây giờ không cho nó gọi đệ nữa. Mấy con 3 sao của tôi là tôi hiến hết rồi. Tí nữa cái con Tsunami nó lên được 2 sao rồi tôi thay vào. Bây giờ tạm thời cứ để một con 2 sao vào đi. Thực ra nó cũng chả có khác biệt gì nhiều. Được không anh em? Quá được luôn anh em ạ. Bộ này ổn đấy. Nói về late game là có thể chơi được ở late game rồi nhá. Còn giữa game thì cũng chưa biết. Tùy người. Xem là anh em chơi xây dựng thế nào đó. Như trận này tôi tận dụng được con gấu, tôi giữ được máu ở giai đoạn giữa game. Tầm này đánh thậm chí là còn lấn át đối thủ luôn này. Không những là chơi được mà nó còn lấn át đối thủ luôn đấy. Ok bạn ơi. Rồi. Nói chung là thắng rồi. Đối thủ thậm chí nhá, anh em nhìn em. Tôi nhá. Toàn là món đồ tím, không có món đồ cam nào. Đối thủ 4 món đồ cam. Dã man. Đối thủ nó có 4 món đồ cam anh em ạ. Còn tôi thì không. Năm món đồ tím ăn được là 4 món đồ cam với cả còn lại full tím luôn. Chứng tỏ bộ này nó cũng không cần quá nhiều đồ đâu.
Được không? Ok không? Ui ôi, nó gạt nó phát. Nó gạt nó phát đấy, con cung đen hết máu luôn kìa. Anh em nhìn cái quả gạt của con xe linh không? Nó gạt cái con phía trước nhưng mà con cung đen đứng đằng sau bị gạt cho hết máu. Khỏe thật sự. Thậm chí nó còn đánh nó còn không mất máu của tôi luôn. Sáu món cam để mà làm gì đâu. Sáu món cam nhưng mà vẫn thua. Cày lắm nhờ. Trời ơi. Đối thủ cầm toàn món đồ đều mà ăn được. Thề. Anh em nhìn tôi chưa có một cái món đồ cam nào luôn nhá. Thế nó mới điều. Bộ này được đấy anh em ạ. Có tiềm năng nha anh em nhá. Anh em thử xem. Rất có thể là tôi sẽ chơi tiếp một vài cái video nữa để cho anh em đánh giá chính xác cái bộ này. Xem là meta mới có chơi được không nha anh em nhá. Chứ còn basic mà nó lại hồi sinh trở lại như thế này thì cũng tuyệt vời luôn đấy anh em. Chứng tỏ con game nó cực kỳ cân bằng. Đấm không mất máu. Thề. Châu. Đấm không mất máu luôn ạ. Đối thủ cay nhỉ, đối thủ cay lắm rồi, không biết làm nào. Bây giờ tôi có đủ điều kiện, đủ tiền là tôi nuôi con xe linh đến 3 sao luôn ấy. Xong rồi tôi nuôi cái thêm con gấu 3 sao nữa, tí nữa tôi vứt cái con tôi nghĩ tôi sẽ vứt con ốc đi luôn. Chả cần ốc. Thêm hai con bít vào nữa. Cho con unicorn với con gấu vào hiến tế. Vứt hai con cá chả để làm gì anh em ạ. Cho hai con hiến tế bít vào nữa thì thôi rồi luôn. Bộ này nó mắc binh nó sẽ là như thế đấy anh em. Không cần phải ốc, không cần phải cá vào làm gì. Gặp mết thì mới cần kẹp như thế thôi. Còn không thì cứ hai bít kẹp với cả 6 con Feather. Hai bít kẹp 6 Feather rồi kẹp với cả Warlock là ngon rồi. Được thế nhờ. Gấu 3 này. Chết rồi, vẫn không đủ để đổi đồ cam. Rao này ra cuối chưa nhỉ? Nó chuyển đồ sang cho con đấy thôi. Con Secret Lancer rồi anh em ạ. Trông có giống như là mất máu không? Ui ôi, đau này đau cuối rồi. Thôi roll hết tiền thôi. Kiếm con xe linh 3 sao ấy nhá. Ui dồi ôi, này. Xe linh 3 sao thật này. Có phải không? Ui dồi. Hai con nữa thôi. Ui. Chết rồi, không kịp anh em ạ. Ôi rồi, sai lầm rồi anh em ơi. Lẽ ra không nên đập cái quả trứng đấy, tôi lên được con xe linh 3 sao anh em ạ. Nhưng mà round này chắc round cuối rồi, không còn round nữa đâu. Có con xe linh nhưng mà không trứng, lẽ ra là phải 3 quả trứng đập vào thành trứng 2 sao anh em ạ. Trời ơi, tiếc đứt ruột luôn. Mà rau này rau cuối mất rồi. Sẽ không còn rau nữa đâu. Quá khỏe anh em ơi. Trời ơi, quá tuyệt vời anh em Vũ Luận ạ. Đội hình này được đấy. Được đấy anh em, rất có tiềm năng luôn. Nếu mà anh em Vũ Luận không yêu cầu tôi chơi bộ này cũng chưa chắc chúng ta đã có thể khai phá được cái bộ như này.
một cái bộ mà có rất có thể nó sẽ comeback trở lại. Rất là ok anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em hãy chọn clip bên trái. Tôi có một cái trận đấu mà phải nói là phá kỷ lục của cái trận đấu dài nhất trong lịch sử ở trên kênh tôi. Một trong những cái trận đấu mà nó có thể kéo dài mãi mãi nếu mà tôi không dừng lại được nhá anh em nhá. Rất là hay khi mà chúng ta gặp một cái con gấu đá 3 sao kẹp với gót, đóng đá liên tục tới chết luôn. Ok, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái đội hình tối thượng mà tôi phải mất 50 game tôi mới có thể hoàn thành được cái video clip đó anh em nhá. 12 con, 9 mét, 4 đá kẹp với cả 5 rồng. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.